Người ta kể rằng sau khi trải qua 5 lần lột xác rắn lớn có thể hóa rồng. Mà bà lão này đã nuôi con rắn lớn suốt 40 năm nhưng nó lại chưa lột xác lần nào. Vì muốn đẩu nhanh tiến độ hóa rồng, bà lão đã dâng hiến công lực suốt đời. Sau khi rắn lớn hấp thụ sức mạnh của bà ta, vậy mà thật sự hoàn thành 4 lần lột xác, nó mọc thêm đôi cánh rồi vỗ cánh bay lên trời độ kiếp. Sau khi trải qua lễ rửa tội bởi gió mạnh và sấm sét, nó cũng lột bỏ được lớp xác cuối cùng, hóa thân thành rồng có thể hô mưa gọi gió. Cuối cùng nó không thèm nói lời nào thì đã bay mất. Bà lão đau lòng gần chết lại vì cạn kiệt nguyên khí mà mất mạng. Con gái của bà ta Tiểu Mai vì muốn bà ta hồi sinh, nàng đã mời tế tư thi triển thuật tái sinh cho bà lão, còn dâng một con rắn làm vật hiến tế. Khi tiến hành nghi thức, linh lực của con rắn dần bị rút cạn, lại rời vào trong người bà lão. Sau đó bà lão thật sự mở mắt ra và ngồi dậy. Tiểu Mai chỉ mới vui vẻ được vài giây thì bà lão đã nằm xuống lần nữa. Tế tư cảm thấy đã không còn khả năng nên dự định rời đi. Chuyện gì đang xảy ra? Nghi thức vẫn chưa kết thúc, mấy người không thể đi được. Vô vọng thôi, Tiểu Mai không cam lòng đi đến trước mặt mẹ. Mẹ, bọn con đã thành công rồi đúng không? Hài tử, chết sống có số, xem ra không thể cưỡng cầu được nữa rồi. Sau khi mẹ qua đời, Tiểu Mai nhìn thấy tiên khí bay ra khỏi người mẹ, chui vào bên trong trứng máu ở bên cạnh con rắn. Tiểu Mai vội vàng chạy đến nhặt trứng máu lên. Nàng nhìn con rắn màu đỏ mới nở, tin chắc rằng con nó là mẹ mình sau khi tái sinh cũng dự định sẽ nuôi nó lớn. Thật sự không biết sau này nó sẽ trở thành ác ma giết người như ngoé. Tiểu Mai vì muốn nuôi lớn rắn đỏ mà ngày nào cũng bắt động vật nhỏ cho nó ăn. 30 năm sau, Tiểu Mai đã trở thành dì Mai, mà rắn đỏ cũng không còn hài lòng với việc ăn thịt động vật nhỏ. Vào một lần tình cờ, một nhóm thám hiểm đến thôn Mãng cũng hỏi đường dì Mai. Dì Mai có ý đồ xấu xa nên thả rắn đỏ, để nhóm thám hiểm trở thành bữa ăn của rắn đỏ. Vì muốn tìm hiểu sự thật đằng sau sự biến mất của nhóm thám hiểm, một phóng viên của tòa soạn đã lập nhóm đi đến thôn Mãng. Vừa mới đến thôn làng đã nhìn thấy có bóng dáng khổng lồ xuất hiện sau lưng. Khi bọn họ quay lại, lập tức bị con rắn màu đỏ trước mặt dọa sợ. Nó há cái miệng đầy máu về phía bọn họ khiến bọn họ sợ hãi chạy trối chết. Trong lúc hoảng loạn chạy bừa thì chạy thẳng vào trong hang động, không hề biết rằng đây là xào huyệt của rắn đỏ. Rắn đỏ nhanh chóng đuổi kịp, Lena vô tình tụt lại phía sau khi chạy trốn. Triệu Lực quay lại cứu cô ta, dẫn theo cô ta chạy như bay, thế nhưng cuối cùng cũng rơi vào ngõ cụt. Đối diện với rắn đỏ đang nhìn chằm chằm, Triệu Lực quyết định hy sinh bản thân. Anh thật sự thích em, đi nhanh đi, đến đây nào. Nghe thấy tiếng kêu của Triệu Lực, rắn đỏ nuốt chửng anh ta vào bụng, mà Lena lại sợ hãi đứng hình tại chỗ. Vào thời khắc mấu chốt, người bảo vệ rắn là Thiên Dực đuổi tới kịp thời thổi sáo khống chế rắn đỏ, mới cứu được bọn họ thoát khỏi thảm họa. Sau đó Thiên Dực đã đưa bọn họ đến gặp sư phụ của cô. Không ngờ ở đây cũng có một con rắn khổng lồ, điều này khiến nhóm phóng viên giật mình. Sư phụ bảo bọn họ không cần sợ, nói rằng nó không phải là rắn bình thường mà là rắn bay sắp hóa thân thành rồng. Chỉ cần có cơ hội là có thể hóa rồng, vì thế nó cũng được tôn sùng là dị thú đỉnh cấp. Bởi vì trời đã khuya, nhóm phóng viên quyết định tìm nhà dân gần đó nghỉ lại qua đêm. Lại đánh bậy đánh bạ đi đến nhà dì Mai, nhìn thấy thịt mỡ tự đưa đến cửa. Đương nhiên dì Mai chào đón bọn họ rất nhiệt tình. Vào lúc nửa đêm, dì Mai thả rắn đỏ ăn thịt bọn họ. Có hai phóng viên không kịp chạy trốn mà bị rắn đỏ siết chặt. Cũng may là Thiên Dực cưỡi rắn bay kịp thời xuất hiện hất văng rắn đỏ. Sao ngươi luôn đến phá hỏng chuyện tốt của ta? Bà nên buông bỏ chấp niệm đi, mẹ bà đã chết lâu rồi. Ngươi nói dối, dì Mai thổi sáo điều khiển rắn đỏ chuyển sang hình thức chiến đấu. Mà rắn bay cũng không chịu yếu thế. Sau khi chúng nó gào thét lẫn nhau, rắn bay dẫn đầu tấn công cắn vào rắn đỏ. Vì muốn cổ vũ rắn đỏ mà dì Mai lại thổi sáo rắn, sư phụ cũng thổi sáo. Hai con rắn khổng lồ bắt đầu chiến đấu. Rắn bay cắn vào cổ rắn đỏ, nhìn thấy rắn đỏ đang dần yếu thế, dì Mai tháo châm cài tóc cắt vào lòng bàn tay, dùng máu kích hoạt thẻ bài trước ngực, cố gắng bắt chước mẹ khiến rắn đỏ biến thành rồng. Mặc dù không thành công nhưng cũng giúp rắn đỏ nhận được hiệu quả chiến đấu rất cao. Chẳng mấy chốc đã quật ngã rắn bay. Sư phụ thấy thế thì niệm phép để rắn bay chuyển sang dạng bay, phát động đợt tấn công nhanh chóng vào rắn đỏ. Rắn bay cắn rắn đỏ bay lên trời rồi ném mạnh xuống đất. Cuối cùng nó phun ra ngọn lửa đốt cháy rắn đỏ thành tro bụi. Sau khi giải quyết rắn đỏ, rắn bay cũng hoàn thành sứ mệnh. Cuối cùng nó bay lên trời và hóa thành rồng, trở thành vị thần bảo vệ thôn Mãng.